Kênh Điện Tử Gia Phát xin chào anh chị. Video này kênh Điện Tử Gia Phát chia sẻ với anh chị về một cái điện thoại Samsung S21 Ultra 5G, chứ không có nói gì về kênh điện tử cả. Đây là video chia sẻ anh chị ha. Đặt vấn đề rằng là anh chị đang cần mua một cái điện thoại Samsung ở thời điểm tháng 3 năm 2020 thì ra Thế Giới Di Động mua nó có cái gì và cái điện thoại nó trông như thế nào. Thì tất nhiên anh chị đã lên YouTube, lên website để tìm hiểu về cái điện thoại này nhiều rồi ha. Bây giờ mình chỉ chia sẻ với anh chị về cái cảm giác mình mua cái điện thoại này ở ngoài Thế Giới Di Động nó như thế nào. Mình khui siêu đây, sao nó còn bóp quá thế này. Rồi, đây chính là Samsung S21 Ultra 5G, đỉnh của đỉnh của Samsung trong thời điểm hiện tại. Một cái điều thú vị nữa là mình mua cái thế ở Thế Giới Di Động mà ở ngay trên thời điểm đó, ở cửa hàng đó không có ốp lưng và mình phải đi mua cái ốp lưng này trị giá 50.000, còn ở trong hãng có phim của hãng nó tới triệu mấy vậy đó, nhưng mà thật ra thì 50.000 xài tốt. Rồi quay lại tiếp cái nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đây chính là nhân vật chính. Cái này nó có một cái lớp siêu và mình đã tiết kiệm bằng cách mình cắt cái tay thỏ ở trên này đi, mình để nó trở thành một cái lớp bảo vệ màn hình của mình ha. Mặt sau cũng y chang luôn, đây là mặt sau, nó cũng còn một lớp siêu luôn và mình không cắt nó, mình để như vậy luôn để bảo vệ mặt sau. Mình có thể ốp lưng thì mình ốp vô, nó tiết kiệm hơn mười mấy chục ngàn cho mình, thú vị chưa. Một thông tin thú vị nữa là khi mà mình đến Thế Giới Động để mua thì mình không có biết cái chương trình mà quà tặng 5 triệu gì đó. Mình nghĩ rằng là mình không có được tặng, không được nhận được món quà 5 triệu gì đó đâu. Nhưng mà một cái chị nữ rất là xinh đẹp của Samsung có xanh ra tay và mình được giảm 5 triệu đồng cho cái điện thoại này. Giá thì mấy bạn lên website của điện máy xanh Thế Giới Di Động lấy giá đó trừ ra 5 triệu là giá mình mua. Có hóa đơn ở đâu mình để ở đâu mất tiêu rồi, cho nên mình chỉ còn cái điện thoại để nói với bạn thôi. Rồi, điện thoại này thì không có củ sạc, không gì hết á. Đây còn cái miếng này miếng siêu để che camera ha, mình lột mình dán để đây cho vui. Còn bên trong này thì nó có một cái dây sạc của hướng dẫn sử dụng, có cái dây C nè ha, mà mình cũng không có dùng luôn, mình dùng cái cục sạc đa năng rồi. Một cục sạc mà sạc tới 4-5 cái điện thoại chứ không có xài trên vậy cho nó gọn chứ không có xài chung cái cục sạc riêng thường thường là vậy. Đây chính là cái điện thoại Samsung S21 Ultra 5G, mà nếu như mà anh chị nào mà thích mua trong doanh thiểm này tháng 3 năm 2020 thì nhớ nha, ra Thế Giới Di Động hoặc điện máy xanh và chúng ta sẽ hỏi ngay là có món quà 5 triệu. Nếu không có các bạn Samsung màu xanh á, hay thì hỏi mấy bạn Thế Giới Di Động hay điện máy xanh á, là cái quà 5 triệu được giảm trực tiếp vô giá hay không. Nếu không có thì hỏi thêm lần nữa, và nếu không có nữa thì chắc phải hỏi thêm lần nữa, tại vì mình mua ở đây được giảm 5 triệu mà. Còn đây mua đâu cũng có chứ, không nhất thiết mua trong điện máy xanh, không điện Thế Giới Di Động, chỉ có 50.000 thôi và ráp vô xài rất là ok. Rồi, như vậy là sao ta? Chúng ta vừa xem cái video clip mà mua cái điện thoại S21 Ultra 5G ở Thế Giới Di Động là như thế nào. Và nếu mà anh chị mà thích mua thì chúng ta cứ chạy ra Thế Giới Di Động mà mua thôi. Còn nếu mà mua kênh điện tử thì hãy mua bên mình, kênh điện tử Gia Phát anh chị ha. Cảm ơn chị nhiều.